Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin nói chuyện thế giới qua quả địa cầu ngày 30 tháng 3 năm 2024. Trước hết chúng ta đến với Pháp. Pháp thì chúng ta biết là Paris mùa hè năm nay người ta sẽ tổ chức cái Olympic 2024 tại Paris. Nhưng mà hiện nay chúng ta thấy là sau một cái cuộc khủng bố tại Moscow thì Paris, chúng ta biết là Paris thì xưa nay nó cũng là cái nơi mà các cái giới khủng bố rất thích tới đây, các phần tử khủng bố. Thế nên Pháp hôm nay đã đề nghị là 45 quốc gia đem binh sĩ để bảo vệ cái Olympic cho nước mình. Tức là cũng biết sợ lắm đấy các bạn nhé, chứ còn không ai mà nói dốc được đâu, không ai mà tài năng tài giỏi gì hết. Đây chúng ta tìm cái Eiffel, tìm nó hơi lâu đấy các bạn nhé. Tôi đánh thì nó ra ngay thôi nhưng mà tôi thích tìm mà. Chưa đi Paris cũng không có rảnh ở đường Paris cho nên là tìm nó sẽ hơi khó. Paris là hoành tráng đấy các bạn. Đồ ánh sáng, đồ thời trang. Thời trang thì có Milan, Milan của Ý nó cũng thành thủ đô thời trang các bạn. Anh này thì chủ yếu là ánh sáng. Hình như là cũng là ghê gớm này. Rồi, chúng ta cũng biết cái Eiffel thì nó cũng như vậy thôi. Chúng ta rời thủ đô Paris của nước Pháp. Về chúng ta đến với Đức. Đức hiện nay có rất nhiều các băng nhóm cực hữu, tức là người ta gọi là bóng ma của bọn cực hữu trỗi dậy. Cái bọn này thì nó giống như là cái bọn nhít lẻ ngày xưa đấy các bạn. Hyundai hiện nay, Hyundai là một cái hãng xe hơi, là một cái hãng rất là lớn, nhưng mà trong đó là có cái xe hơi Hyundai. Chúng ta đang nói về Hyundai thôi. Thì nó đầu tư như vậy là 51 tỷ đô la Mỹ để làm xe điện các bạn nhé, của Hàn Quốc. Hiện nay thì ở nước Mỹ người ta bắt đầu người ta nói đến ông Trump, là ông Trump là bây giờ bị lội ngược dòng. Xưa nay thì anh cũng là anh dẫn rất là ghê gớm, nhưng mà vừa rồi là Bill Clinton, tức là ông này trước cả cái ông Bush này, rồi đến Obama là đều ủng hộ cho ông Biden của đảng Dân Chủ. Khi mà người ta đã miến mộ Clinton hay miến mộ Obama thì phần nào đó người ta cũng sẽ kéo được các cái cử tri đó ủng hộ cho ông Biden. Mà ông Trump thì ông dính quá nhiều cái bê bối cho nên là không biết là sau này cái giới tài phiệt nó có để cho ông làm hay không thì chúng ta chưa biết, nhưng mà rõ ràng bây giờ cũng 50-50 và có lúc thì ông Trump hơn, có lúc thì ông Biden hơn. Nhưng mà vừa rồi là như hôm nay chúng ta nói là Mỹ đã tiếp tục cung cấp hỗ trợ vũ khí cho Israel, rất nhiều tên lửa, máy bay và đạn. Cho nên là hôm nay các cái cử tri mà gốc Ả Rập người ta nói là họ sẽ quay lưng đối với đảng Dân Chủ. Tại Azerbaijan, Azerbaijan chúng ta biết đó là một quốc gia ở, nói gọi là Tây Á cũng được mà nói về Đông Nam Âu cũng được, nhưng mà có lẽ là nó là châu Âu. Azerbaijan là một quốc gia có thể nói là rất là giàu có về dầu. Baku là cái nơi mà hồi xưa là đang phía Bắc lại là hay tới đây để học về dầu khí. Tại cái Baku này có rất nhiều, rất là rành cái xứ sở này. Thì anh Azerbaijan sắp tới anh sẽ bình thường hóa quan hệ với Iran. Chúng ta biết là anh Azerbaijan này là anh giáp với Nga, anh giáp với Armenia, anh giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và anh giáp với Iran các bạn nhé. Thế cho nên là anh với lại Iran, nếu mà tức là nếu mà trong trường hợp mà bang giao thì nó vẫn tốt hơn. Đây là chúng ta biết là Thổ Nhĩ Kỳ, đây là Azerbaijan, thì đây là cái đường biên giới với lại Iran. Đây là biên giới với Iran. Tức là anh Azerbaijan này chúng ta biết là nó cũng giáp với Nga, nhưng mà trong đó cũng có đoạn của Dakar và một đoạn thì nó cũng núi nhưng mà núi thấp hơn. Anh giáp Iran và Armenia, Georgia. Nói chung anh này cũng mệt mỏi lắm, anh cũng đi xô cũ. Hàn Quốc và Nhật Bản chúng ta biết đây là những cái quốc gia có già hóa về dân số. Nói chung là có một số cái nét tương đồng Á Đông đối với người Việt Nam, cho nên họ từ Việt Nam để cần cù nữa, với lại chịu khó và chậm kiếm tiền, nói chung là như vậy. Cái nên hiện nay là Nhật Bản và Hàn Quốc đều tăng cái chỉ tiêu lao động đối với người Việt Nam cao hơn đối với các nước khác. Ở đây không biết là cái mừng hay là lo. Và hiện nay các cái phụ nữ của Hàn Quốc mà đã nhập tịch hoặc là đang sống tại Việt Nam rất là thích lấy trai Việt Nam các bạn nhé. Thế nên bạn nào thích gái Hàn Quốc thì các bạn cứ mạnh dạn lên. Mà tôi cũng thích, bởi vì là họ toàn chống mũi chống, nói chung là người ta đập đi phá lại làm lại hết. Cho nên nó không phải là người Hàn Quốc nữa mà nó là Hàn Quốc mà đập đi phá lại. Chắc là họ thấy là Harigon ở bên này là thấy với Trấn Thành thấy sướng quá thì qua đây là gặp với anh Việt Nam này cũng mệt mỏi lắm. Hiện nay giáo hoàng Francis tại Roma, hôm nay ông đã đến cái chỗ gọi là cái nhà tù nữ, và ông đã đích thân ông ngồi xuống ông rửa chân cho một nữ nhân. Chắc là cũng có cái hành động cảm hóa cảm biết gì đây, chắc là như vậy thôi. Đây là Ý các bạn nha. Chúng ta Ý thì chúng ta thấy giống như Pháp vậy thôi. Chung là kiến trúc Ý và kiến trúc Pháp nó rất là tương đối giống nhau, nhưng nó chỉ khác nhau ở mấy cái cột với lại mấy cái vòng thôi. Ta thấy là nãy giờ ta đi hai nước là chúng ta thấy nó tương đối giống nhau. Đây là Roma, cái chỗ này chỗ nó cũng không được đẹp, chứ còn nếu mà chúng ta vào cái chỗ thánh đường Peter thì nó hoành tráng lắm. Rồi đến lượt tiếp tục. Tân tổng thống Senegal, ông Faye, là ông đang cố gắng cái định hình tương lai của đất nước. Senegal là một quốc gia ở phía tây Bắc Phi đấy các bạn. Bây giờ chúng ta rời khỏi nước Ý thì nó gần đây thôi, gần quanh đây thôi. Đây thì anh chàng, đây là anh chàng Ý này. Nếu qua Địa Trung Hải, chúng ta đi qua eo biển Gibraltar. Đây eo biển Gibraltar thì chúng ta đi qua ra Đại Tây Dương. Ta xuống là chúng ta sẽ gặp ngay Senegal. Senegal thủ đô là Dakar. Thì chúng ta biết là hồi xưa anh Pháp này là anh qua mà anh xâm lược châu Phi là anh gặp Senegal đầu tiên các bạn nhé. Senegal hiện nay cũng đang bài xích Pháp, giống như bắt chước mấy anh Tây Phi khác như Niger, Mali và Burkina Faso. Thì hôm nay này đã có tân tổng thống rồi, vừa rồi nó cũng y xèo đó. Thì hiện nay anh này anh cũng hứa anh sẽ định hình lại tương lai của đất nước, chứ vừa rồi nó tệ quá. Dakar này thì chúng ta biết là nó có một cái trường đua công thức 1. Nếu các bạn nào mà hay theo dõi thì các bạn sẽ biết là nó sẽ đường đua Dakar, nó có cả sa mạc và nó có cả núi. Đây nó đi rất là ghê gớm. Đây là thủ đô các bạn. Chỗ này chắc cũng là một thẻ pháp nào của thủ đô thôi. Chứ thủ đô đó thì chung là chán. Vậy thì ra đây thôi. Anh này mặc quần đen với cái tay anh thấy giống nhau. Cái này thì là thật, là tất cả rồi. Senegal rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến Vịnh Hạ Long, thôi không cần đến đâu, chúng ta biết Vịnh Hạ Long nằm đâu rồi, nó nằm cái chỗ Quảng Ninh với lại chỗ Hải Phòng. Thì cá heo hiện nay là quay lại từ năm 2005 đến giờ, thì bây giờ lại có một sự quay lại của cá heo. Điều này tốt hay là xấu? Tại Nha Trang của chúng ta hôm nay thì người ta kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, tức là năm 1924. Bây giờ chúng ta rời khỏi đây. Từ đến với Nha Trang. Nha Trang thì chúng ta biết rồi. Là có bãi biển rất là đẹp, một trong những cái bãi biển đẹp của thế giới. Cái là nó nằm tắm là nó hơi bị hụt hẫng các bạn nhé, nó hơi sâu. Một số những người ở Nha Trang thì họ nói là nếu mà biết cách tắm thì nó cũng tắm được, nhưng mà bây giờ anh phải là cái nơi anh tắm là cho những người không biết tắm người ta cũng tắm được. Đấy, cho nên bảo là biết cách tắm thì nó sẽ không bị hụt hẫng, thì thường nói thế thì không đúng rồi. Cái Đà Nẵng thì chúng ta biết là nếu mà tắm ở đấy thì cái này là bên biển, là bên này các bạn. Đà Nẵng thì tắm nó thoải đấy. Không thoải lắm, có chỗ hẳn chỗ không các bạn nha. Hiện nay Iran ấy là tổng thống của ông Raisi để chuẩn bị đi thăm Turkmenistan. Chúng ta là biết là ông Turkmenistan và tức là Turkmenistan đấy các bạn, với Iran thì nó cùng chung biên giới, gần cái chỗ cái xóm của cái anh Azerbaijan lúc nãy đấy. Anh Azerbaijan thì anh giáp với Iran đấy. Nhưng mà anh Iran này thì anh lại đây đất này, đây là Azerbaijan. Đây chúng ta lúc nãy nói là đây là Iran. Cả đây, thủ đô Tehran đây. Mà anh này anh nhận giáp với cả là anh Turkmenistan, giới đây. Phải sơ biên giới đây là biên giới của Turkmenistan, là một nước ở Trung Á, là nó đây, giáp với Iran. Còn đây là cái Iran giáp với Azerbaijan ở đây, Iran giáp với Thổ Nhĩ Kỳ ở đây, Iran giáp với Iraq ở đây. Kuwait thì không đó, Kuwait thì nó nằm bên Iraq thôi. Và Iran giáp với Afghanistan ở đây, và giáp với Pakistan ở dưới này. Không quản đây. Và anh Iran đây thì là anh chúng ta trước chúng ta đã biết rồi, tức là Trung Á nằm trên này, Tây Á nằm ở đây, Nam Á nằm ở đây. Thì anh này anh cũng không phải là Trung Á, cũng không phải là Nam Á, mà cũng không phải là Tây Á, mà anh nằm giữa của ba cái khối nước đấy các bạn nhé. Đấy chính là Iran. Hiện nay là chuẩn bị là hôm qua ông thăm bên này. Turkmenistan, nếu mà các bạn nào mà theo dõi kỹ thì đây là một cái đất nước nó giống như Triều Tiên thứ hai, tức là nó cũng không có quan hệ với ai hết. Ở đây thì nói thật là nếu mà nói về cái độ đẹp đấy, thì cái con gái ở đây rất đẹp, và đây nó cũng trở thành là núi đấy, nó giống như Alper Pháp ấy, tại Trung Á thì nó có rất đẹp, và nó có một số cái hồ nó tương đối đẹp các bạn nhé. Các bạn có thể vào chỗ nào đó. Chúng ta vào đây là Ashgabat, tức là thủ đô của Turkmenistan. Đây cũng là một trong những cái nước là một trong 15 nước cộng hòa đi sâu cũ. Đây là họ đã học cái gì đây? Đã vào chỗ khác đây. Nước này nó cũng quý lắm các bạn. Nước này người ta có những cái nhà thờ Hồi giáo rất là đẹp, mà làm toàn bằng đá cẩm thạch thôi. Chỗ này và chúng ta cũng biết thế thôi. Turkmenistan rồi. Hiện nay 20% cái xe điện trên của toàn châu Âu đang dùng đấy là toàn là hàng của Trung Quốc hết các bạn nha, tức là hết chiếm 1/5 tất cả các loại xe điện trên thế giới của Trung Quốc. Nay là ông tổng thống Indo, cái ông mà tức là trước đây là bộ trưởng quốc phòng của thời của ông Widodo đó, thì ông này ông tái đấy, ông gọi là tái, tức là không phải ông đắc cử tổng thống, và ông đang sang Trung Quốc, tức là cái nước đầu tiên để mà anh tức là anh xuất ngoại tức là Trung Quốc, thì chứng tỏ rằng là anh này anh thân Trung Quốc, mà trong khi đó anh Philippines thì bắt đầu đã đang ngã Trung Quốc ra, mà đang tức là vào vòng tay của Mỹ. Nó tùy thôi, tùy theo chế độ các bạn nhé. Indonesia thì gần châu Úc rồi. Đấy, Indonesia hôm qua chúng ta nói là người ta mới đổi thành phố, tức là Jakarta đã trở thành cố đô rồi, một thành phố mới này, và chúng ta đã đến rồi. Hiện nay cái thế giới di động của Việt Nam, tức là một cái nó cũng là một mô hình làm ăn rất là thành công trong thập niên vừa qua. Nhưng mà năm nay thì đầu năm nay 3 tháng đã tức là cho nghỉ việc 10.000 nhân viên, có nghĩa là chắc là chuyển đổi gì rồi hoặc là bạn có vấn đề gì đây. Hiện nay tại Mỹ thì cái hãng Space, tức là cái vũ trụ đấy của ông Elon Musk, để chuẩn bị cho một cái chuyến bay vào vũ trụ, trong đó có người Mỹ gốc Việt, tức là cô này sẽ lái cái vệ tinh này, cái gọi là vũ trụ cũng được. Thì cô này sẽ là những người đầu tiên của người phụ nữ Việt Nam bay vào vũ trụ, và nếu mà nói với thế giới thì cũng là một trong những người đầu tiên của phụ nữ thế giới bay vào vũ trụ. Hiện nay thì tại Nhật Bản này chúng ta biết là nó có một cái nhà máy gọi là nhà máy Kobayashi, tức là nó chuyên sản xuất các loại thực phẩm chức năng. Nhưng vừa rồi là có một số người là uống cái thực phẩm chức năng này đã tử vong. Thế hiện nay là họ đang nhảy vào thanh tra, thì là tức là cái loại men gạo đỏ đấy, những người ăn cái loại đấy nó sẽ rất là bổ, nhưng mà thực tế là ăn vào chết. Cho nên chính phủ Nhật Bản là phải ra tay cái vụ này, nếu không thì sẽ rất là mang tiếng. Hiện nay thì chúng ta biết là Myanmar nó đang loạn lạc, và chính phủ quân sự của Myanmar sau khi mà lật đổ cái bà Sang Suu Kyi, người mà phương Tây đưa về năm 2021, thì họ đã lập nên một cái chính phủ và người ta nói sẽ lâm thời trong vòng 6 tháng, sau đó là sẽ tổng tuyển cử bầu cái chế độ dân cử, tức là dân bầu tổng tuyển cử đó. Nhưng mà từ đấy, tức là khoảng tháng 2 của năm 2022 thì họ nói như vậy, nhưng mà cuối cùng khoảng đến tháng 8 năm 22 và đến bây giờ đã là tháng 3 của năm 24 rồi mà vẫn chưa tổng tuyển cử, tức là chưa bầu chế độ dân sự. Và chúng ta biết là cái phiến quân đã quậy suốt cả mấy tháng này, là thậm chí là các tướng tá là còn đầu hàng quân phiến quân. Thì bây giờ họ đang, tức là họ đang nói như là sẽ không biết là lá bài như thế nào thì không biết, tức là họ sẽ bầu cử dân sự. Đấy, và hiện nay cái người dân ở đây người ta cũng đã rời đất nước đi rất là nhiều, đặc biệt là qua Thái Lan là gần nhất, hoặc là qua Indonesia, cái bang này, bang Aceh. Hiện nay Thái Lan cũng cứu trợ rất nhiều lương thực thực phẩm cho những người Myanmar đang trú ngụ tại họ. Hiện nay thì hôm qua thì tôi cũng định nói, mà như nói chưa thì tôi cũng nhớ được, hay là nói rồi hoặc là tôi đã ghi ra tôi chưa nói, tức là tại Phú Thọ như có nói rồi, thì cái hãng mà coi như là xe điện lớn nhất thế giới là BID đấy, BID đấy các bạn, của Trung Quốc, là người ta có khả năng người ta sẽ làm tại Phú Thọ này một cái nhà máy có thể nói rất lớn, nhà máy xe điện đấy. Nhưng mà chốt rồi, và người ta nói là có khả năng là tạo công ăn việc làm cho 45.000 người, ta nghe rất là sướng. Nhưng mà khổ cái là bây giờ chúng ta biết là chỗ này Âu Cơ này, đây là thị xã Phú Thọ. Thế thì chúng ta mới tự hỏi là thế thì tại sao họ lại chọn vào cái chỗ đất tổ vua Hùng để làm? Thì cái điều này nó rất là kỵ đấy các bạn nha. Đối với ai chứ đối với Trung Quốc thì khi mà người ta đã đặt chân ở đâu đó thì chúng ta không biết ở đây nó có cái phong thủy hay có long mạch hay có một cái bảo bối hay là có một cái gì đó của coi như là quốc gia hay không. Thì là ngay cái chỗ là cái Phú Thọ này là họ đặt rất lớn. Rồi hôm trước thì chúng ta cũng nói là coi như là đặt một cái nữa ở Formosa thì gần Thanh Hóa, Hà Tĩnh rồi. Thế là bây giờ là tiếp tục là đặt một cái là cái chỗ Nghệ An, hoặc Mai hay Nghệ An. Đấy, tức là nó rất là gần cái chỗ này, Hải Nam. Formosa thì hồi đấy là bảo có ăn uống, xếp ăn uống gì đấy là coi có kim cự, thì coi như cuối cùng là điều tra tu này coi như không có vấn đề gì hết. Đấy, thì nó không biết đừng có dính đến ai không chúng ta biết. Tiếp đến cái Hoàng Mai đây là thuê đất 50 hectare, trong 50 năm thì các bạn biết là sản tài này là họ đưa người sang họ làm việc hết, đưa máy móc thiết bị, đưa cái do thám hay cái gì đó, chúng ta thấy rất nguy hiểm. Và trong khi đó chúng ta thấy cái Hà Tĩnh, Quảng Bình đây chúng ta thấy nó rất là hẹp, nó rất là gần Lào, mà dạo này Trung Quốc chơi Lào rất là thân. Đấy, rồi làm các đường sắt cao tốc, rồi làm các nhà máy thủy điện, rồi vân vân cho vay cho nợ. Thế thì chúng ta là dựa lưng vào cái Trường Sơn này, mà bây giờ cái phía tây này nó đã nguy hiểm quá. Ở phía đông này thì bây giờ lại đi cho Trung Quốc thuê. Người ta mà Trung Quốc thì chúng ta biết từ đây đảo qua đây là rất đơn giản. Và hôm nọ chúng ta đã nói rồi, nó lại đang ỉ xẻo chỗ Vịnh Bắc Bộ, muốn chia lại đất Lãnh Hải vân vân. Thế thì bây giờ lại thêm cái vụ là coi như là làm ngay đất tổ vua Hùng 4-5.000 năm trước. Không biết làm gì ở cái chỗ đấy, không biết đất nước chúng ta hay là cái Phú Thọ này có giàu có bởi cái doanh nghiệp Trung Quốc này không. Tôi cũng rất là đáng ngại các bạn nhé. Hiện nay Pháp thì nó cũng là một trong những quốc gia có khả năng làm được cái máy bay, đặc biệt trong những Airbus ấy, là liên minh của châu Âu làm, thì trong đó Pháp được cốt, và chúng ta thấy Brazil cũng là làm cốt của máy bay. Nhưng mà riêng tàu ngầm thì Pháp nó cũng khá hơn thực Anh. Thì hiện nay là Pháp tiếp tục là coi như hợp tác để mà giúp Brazil phát triển một cái tàu ngầm gọi là chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ 3, tức là đây là chiếc thứ 3. Burundi là chúng ta biết là một cái nước rất là nghèo ở tại Trung Phi đây. Các bạn nào mà nhớ là nó ngay cái hồ Victoria này, cái hồ này nó Tanzania, Uganda và Kenya. Thì có hai ông bên cạnh là Burundi và Rwanda này thì lại không được nằm trong cái hồ này. Cái hồ này là chúng ta biết là cái châu Phi là nó đây cái chỗ sa mạc nó cái gì, tức là cái đường xích đạo đi qua nên là nắng lắm. Thì anh Burundi và Rwanda là với lại ông Zimbabwe cái này nữa. Mấy ông này là rất là nghèo. Botswana nghèo lắm, Zambia nghèo luôn, cả cái sảnh này chả giàu có gì. Somalia, Sudan vậy thôi. Thì Burundi hiện nay cũng hợp tác với Nga, tức là mở một cái chi nhánh của các trường đại học của Nga tại đây và người ta sẽ dạy tiếng Nga. Như vậy là cũng là tốt, tức là hiện nay Nga đang có ảnh hưởng rất tốt tại cái châu Phi này. Tại Ireland, Ireland là cái đất mà chúng ta nói nhiều rồi, ở gần Anh. Ireland ở phía Bắc là nó là Bắc Ireland. Bắc Ireland là một trong cái 4 cái cấu thành của cái Liên hiệp Anh, xứ Wales, và những là Scotland, British, tức là Tania và Bắc Ireland. Thì ông Ireland này khác, ông Ireland này thì nó lại có quan hệ rất gần với lại Palestine. Thì ông này, Ireland này thì nó chống Israel các bạn nhé. Và hôm kia thì đó tôi có nói là kết hợp cùng Nam Phi để mà đưa Israel ra tòa công lý thế giới để tội diệt chủng. Thì không biết có chính sáng gì đó không, thì bây giờ cái chính phủ của cái ông này từ chức, và hôm nay có một thủ tướng trẻ mới, trẻ nhất trong lịch sử của Ireland, mới lên 37 tuổi, đó là ông Simon Harris. Ông này trước đây là bộ trưởng bộ giáo dục và đại học, giờ ông lên. Như thế chính trường này thì nó phải là rất phức tạp. Và hôm qua thì chúng ta cũng biết là chính phủ Hy Lạp đã vượt qua cái bất tín nhiệm, cái chính phủ đương thời, tức là thân phương Tây lại tiếp tục nắm quyền. Mỹ hiện nay thì có một cái bang, chúng ta biết là Mỹ thì nằm trong khối NATO, Mỹ và Canada, NATO và châu Âu là NATO. NATO là viết tắt của coi như là khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Các bạn nhé, Bắc Đại Tây Dương. Nó từ thế này nó hất lên. Thì Mỹ lại có một cái bang, nó lại không thuộc về cái Đại Tây Dương đó. Có hai bang, đó là bang Alaska và một cái bang nữa là Hawaii. Hawaii, này các bạn, HA. Tên này thì chúng ta biết là AK là Alaska. Nhưng mà Alaska thì nó nằm cùng với các cái 48 bang kia. Là nó thuộc cái, tức là nó thuộc liên bang và nó thuộc về cái liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Nhưng mà riêng một cái bang duy nhất đó là bang Hawaii, nó lại không nằm trong cái khối sự Bắc Đại Tây Dương, tức là không đóng góp, không chi phí, nói chung là không liên quan đến những khối đó. Tại vì anh này anh nằm giữa Thái Bình Dương các bạn nhé, Thái Bình Dương đây là bờ Tây này, tới Hawaii này, sau đó là tới châu Á này. Anh này anh nằm tuốt ở đây, không liên quan đến, đây là Đại Tây Dương. Khối Đại Tây Dương thì bao gồm châu Âu và Canada và Mỹ. Là duy nhất, đấy là một cái phát hiện hay đấy các bạn. Ngày mai thì Bulgaria và Romania, đây là hai cái anh ở Thác Hải này, Địa Trung Hải, Địa Đen đây, Bulgaria đây và Romania. Thì hai này sẽ được gia nhập vào cái khối Schengen. Schengen là cái khối mà đi lại trong các nước Liên minh châu Âu mà đi không cần thị thực. Đấy, chỉ cần passport là đi thôi, đi thoải mái. Nhưng mà hai anh này thì cũng làm dự bị này, chứ là được, tức là đi tự do thoải mái trong cái khối này, nhưng mà là chỉ bằng hàng không và hàng hải thôi, chứ còn đường bộ thì vẫn chưa được. Malaysia hôm nay là bắt được một cái nghi phạm làm gián điệp của của Israel. Hiện nay cái người nhập cư của Tajikistan tại Nga, chúng ta biết là vừa rồi đó, các số người đấy nó tại Nga, là Moscow công bố đó, thì người Tajikistan là người ở đây, là Tajikistan, Dushanbe là thủ đô đó. Thì hiện nay những cái người nhập cư Tajikistan họ đang rời Nga, về nước, họ cảm thấy là có vẻ là khó sống rồi. Vậy thôi, đấy là một số cái thông tin ta cập nhật trong ngày hôm nay. Và phần thứ hai của Nói chuyện thế giới qua quả địa cầu anh Dũng Vision hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái di sản UNESCO công nhận thế giới, một trong cường quốc của di sản, đó là Trung Quốc. Nếu mà có thể nói là các cái nước như là Hy Lạp, Ý tức là La Mã, hoặc Ai Cập, hoặc là Ba Tư, Iran, hoặc là Ấn Độ, hoặc là Trung Quốc, toàn những là cường quốc về các cái di sản. Thì ngoài các cái điểm du lịch người ta là các cái danh lam thắng cảnh, thì còn có các cái di tích lịch sử và thậm chí cái di sản từ ngàn năm trước để lại. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái núi Thái Sơn. Trước đây chúng ta nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thì núi Thái Sơn đó nó chính là tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về núi Thái Sơn. Các bạn có thể là tiếp tục là khoảng 15 phút để theo dõi cái video sau đây. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, bây giờ chúng ta đến với di sản thế giới. Chúng ta là có một cái chương trình gọi là Nói chuyện thế giới qua quả địa cầu. Thì thông thường là cái phần có hai phần. Cái phần đầu tiên thì tôi nói về các vấn đề nó xảy ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Và cái phần thứ hai đó là chúng ta nói về di sản. Tức là cái di sản thế giới thì nó rất nhiều, rất rộng và rất là sâu sắc và rất là bổ ích các bạn nhé. Hoặc là tôi có những cái thước phim nói chung là nó giới thiệu về các quốc gia trên thế giới. Thì hôm nay cái phần 2 của cái ngày hôm nay 30 tháng 3 thì chúng ta sẽ đến với cái di sản tại Trung Quốc. Thì Trung Quốc chúng ta biết là một trong những cái cường quốc về các cái di sản, đặc biệt là di sản thế giới công nhận UNESCO. Thì Trung Quốc có 58 di sản. Thì các cái cường quốc thì những cái nơi nào có nhiều di sản thì nơi đó thường nó là có nền văn minh. Thì chúng ta biết là nền văn minh của Trung Quốc cổ đại, nền văn minh của Ý là La Mã cổ đại, của Hy Lạp thì Hy Lạp cổ đại, của Ai Cập thì Ai Cập cổ đại, hay là của Ba Tư là Iran, hoặc là sông Hằng là của Ấn Độ. Tất cả các quốc gia đấy là rất nhiều cái di sản thế giới, nhân loại. Cho nên bây giờ chúng ta nói là người vượn thì làm gì có người vượn Mỹ hay là người vượn Úc, mà nó người vượn Bắc Kinh. Đấy, ví dụ thế thì chứng tỏ rằng là những cái xứ sở đấy là những cái xứ sở nó cổ đại, nó đã phát triển rồi, nó có một cái tính đại diện trong đó rồi. Thì hôm nay chúng ta trong cái phần du lịch Trung Quốc chúng ta sẽ đến, hôm trước chúng ta đã đến Vạn Lý Trường Thành rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến đất nước Trung Quốc. Thì là đây là một quốc gia lớn thứ tư trên thế giới. Thì chúng ta biết rằng nó là sau Nga, sau Canada, Mỹ và đến Trung Quốc, nhưng mà nó đứng thứ hai thế giới về mặt dân số, thì nó mới bị Ấn Độ xoắn ngôi. Là hai nước này đều gần 1,5 tỷ, và đất nước này có tổng chiều dài đến biên giới trên bộ là lớn nhất thế giới. Và chúng ta biết hôm trước chúng ta đã đi rồi, đi quanh cái Trung Quốc rồi, thì chúng ta thấy nó giáp rất là nhiều nước. Cũng chính vì vậy mà cảnh quan của Trung Quốc là biến đổi rất nhiều trên một cái lãnh thổ rộng lớn như vậy. Đấy, nó có núi cao, nó có biển, rồi nó có đồng bằng, nó có sa mạc, đấy, rồi nó có cái tuyết rơi, rồi nó có cái coi như là cây cối nhiệt đới vân vân, rất là nhiều. Đấy. Thì chính vì thế mà quốc gia này thu hút rất nhiều khách du lịch, không chỉ là cái thiên nhiên cảnh quan đẹp danh làm thắng cảnh mà nó còn các cái di tích lịch sử, di sản. Thì một trong những cái đặc điểm nổi tiếng của du lịch Trung Quốc là thu hút du khách trên thế giới là phải kể đến cái di sản thế giới UNESCO, bao gồm cả di sản thiên nhiên cũng như là di sản văn hóa. Thì Trung Quốc hiện tại đang là quốc gia có số lượng di sản đứng đầu thế giới với 58 di sản. Thứ nhất là chúng ta có thể nói đến núi Thái Sơn. Núi Thái Sơn thì nó nằm ngay ở cái tỉnh Sơn Đông, tức là ngay phía bắc của thành phố Thái An và phía nam của thủ phủ của tỉnh là Hà Tĩnh. Ngọn núi này đồ sộ, có độ cao dao động chỉ khoảng 150 đến 1545 mét, với đỉnh cao nhất là đỉnh Ngọc Hoàng. Thì Thái Sơn được xem là một biểu tượng của nền văn minh tín ngưỡng Trung Quốc cổ đại, và cả đương đại cũng vậy. Ngọn núi này được người Trung Hoa tôn xưng là Hoa Hạ Thần Sơn. Theo các ghi chép của lịch sử thì Thái Sơn trở thành một nơi linh thiêng được các hoàng đế viếng thăm và cúng tế thiền định từ cái thời nhà Chu, tức là trước năm 1000 trước Công nguyên, tức là năm 1000 trước Công nguyên, tức là bây giờ cách chúng ta là hơn 3000 năm, 3024 năm. Tổng cộng có 72 hoàng đế đã được ghi nhận lại đến đây, và các nhà văn cũng đã đến đây để lấy cảm hứng và sáng tác thơ văn, viết tiểu luận, vẽ, chụp ảnh vân vân. Do đó có rất nhiều cái di tích văn hóa đã được bị bỏ lại trên núi này. Thì Thái Sơn có núi non chập trùng, vách đá dựng đứng và rừng cây cổ thụ cứng cáp, xanh tươi, những thác nước trong vắt như những dòng suối chảy giữa đất trời, lung linh huyền ảo. Đứng trên đỉnh của Ngọc Hoàng thì chúng ta có thể thấy núi rừng trùng điệp ở dưới chân, mà nếu đến đây vào những ngày đẹp trời, du khách có thể cơ hội chiêm ngưỡng cái sông Hoàng Hà lấp lánh ánh vàng, những đám mây lãng đãng trên đỉnh núi và phủ khắp Thái Sơn. Núi Thái Sơn được công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới từ năm 1987. Chắc hẳn chúng ta ai cũng có được nghe câu công cha như núi Thái Sơn, người mẹ như nước trong nguồn chảy Đà. Câu ca này thì đã được ông bà chúng ta truyền đời rất lâu để giáo dục công sinh thành của bậc cha mẹ đối với con cái. Vậy thì nguồn gốc của núi Thái Sơn là từ đâu và được ví von là như công cha, thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái núi Thái Sơn. Núi Thái Sơn là chúng ta biết rằng nó là cái biểu tượng của nền văn minh tín ngưỡng Trung Hoa cổ đại và đương đại. Cái hành trình mà chinh phục cái núi Thái Sơn này thì khoảng 7.200 bước với 6.293 bậc chính lên đỉnh núi và qua 11 cổng, có 11 14 cặp vòm và 14 quán và 4 vọng lâu. Tổng cộng là có 22 ngôi đền, 97 tàn tích và 819 phiến đá và 1018 bức tượng đá và vách đá tại Thái Sơn. Cũng chỉ vì cái con đường khó khăn để chinh phục ngọn núi này cho nên ông bà ta đã dùng để ví như là công lao rất là to lớn như của cha mẹ. Núi Thái Sơn có núi non chập trùng, vách đá dựng đứng, rừng cây cổ thụ. Và đứng trên đỉnh của thì chúng ta sẽ thấy là núi non rất trùng điệp, từ trên núi chúng ta có thể chiêm ngưỡng được tất cả xung quanh. Ngoài ra thì ngọn núi này có hệ động thực vật rất là phong phú, thảm thực vật tại đây chiếm đến gần 80% diện tích với 989 loài, trong đó có 433 loài thân gỗ và phần còn lại là cây thân thảo với 462 loại dược liệu. Động vật có hơn 200 loài, trong đó có đến 122 loài chim. Núi Thái Sơn được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và có thể nói đây là nơi hút khách bậc nhất của Trung Hoa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình di sản nói về núi Thái Sơn của Trung Quốc, và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ xem các video và các cái cuộc hành hương du lịch của các cái thượng đế là những người thích xây dựng. Chúng ta có thể xem video này thêm 10 phút. Cảm ơn các bạn.